chảy máu, chảy máu, chảy máu. Từ từ mọi người, mình chảy máu, mình chảy máu chân, mình chảy máu chân. Xin lỗi mọi người nha, mình ai có băng. Chết, mình bị chảy máu. Mình bị sượt qua cái cửa, bị chảy máu chân mọi người. Từ từ. Có cái gì băng bó lại không? Chảy máu. Từ từ. Ai. Không có băng rôn à? Từ từ. Mình chảy máu. Xin lỗi. Không, mình lại bị đập vào cái cửa, nó kiểu nó rách một chỗ khá là to ở chỗ chân mình. Mình xin lỗi. Khoan từ. Ai ui da. Ôi chảy máu nhiều thế này mà live stream mà chỗ. Ôi à, không, từ từ, nó kiểu nó vết thương nó hơi bị sâu ấy. À, sao bây giờ nhỉ? Chân của tôi. Lần trước thì đá vào cái cửa, bây giờ thì từ để mình thấm máu nha mọi người. Từ từ mình sẽ quay lại sau nha mọi người. Xin lỗi. Xin lỗi.